Hey yo, check it out, make some noise everybody, bà con cô bác. Đất nước ta năm qua vừa trải qua đại dịch Covid và đang trở lại cuộc sống bình thường. Nay, hòa chung không khí World Cup đang diễn ra trên thế giới. Nhà vua tổ chức giải bóng đá Ao Làng Cúp lệnh cho tất cả mỗi làng cử ra một tem đại diện tham gia giải đấu bắt buộc. Tất cả các làng đều phải tham gia. Thế nhá. Xưa giờ ta chỉ buôn bán chưa từng đi đá bóng bao giờ. Tự nhiên sao lại sinh ra vụ này nhở? Nhưng lệnh vua từ trên xuống, bây giờ ta mà trốn không làm thì chết luôn cả làng. Mà bây giờ thì thua chắc, thôi bà con xem có cách nào để khiến cho làng ta thêm tự hào. À, nhờ con bé kia đến đây nghĩ cách giúp mình. Giờ tìm đâu ra nhiều người như thế? Trong làng ta đâu ai biết chơi môn này. À có ngày rồi người tiềm năng đây chứ đâu. Làm tiền đạo ok này, qua người tinh tế. Ông đằng kia xem ra rất biết kỹ thuật. Có hai người đôi bóng xe bớt gian choan. Ôi trời ơi! Người này chạy siêu nhanh, hợp làm tiền vệ cánh. Ơ kìa, ông kia đang phát huy sức mạnh. Chức vô địch năm nay ta sẽ quyết tranh. Đội hình bên ta cần một thủ môn nữa. Trông hằng mang ngang hay nông nấn tao nghề. Ê vứt tao mượn chiếc dép tao ném xem sao. Vâng, trận bóng đầu tiên của chúng ta đã bắt đầu rồi. Đội bóng bất ổn và đội đối thủ đang lao vào tranh cướp bóng nhau. Vâng, hai bên rất nhiệt tình, nhưng mà tôi thấy vẻ mặt ngán ngẩm của huấn luyện viên. Vâng, hai anh rút gì đây? Lao lên, lao lên, lao lên. Vâng, đang đuổi hình bắt chữ à? Tình huống nguy hiểm, vào lưới nhà rồi. Vâng, cãi nhau chắc chắn là như vậy rồi. Để vượt qua bao nhiêu ngày tập luyện để giành chiến thắng cho làng ta, anh em cố gắng nào, ta sẽ chiến thắng. Đá hơi hài hòn bây giờ mới sáng mắt ra, kỹ thuật đã không tốt sao lại còn không truyền cho ai, cứ đá cá nhân kiểu đấy thì thua chẳng có gì là sai à. Nào không mày mới mắng mình ngẩn ngơ nên nó mà nào ngoài tôi dẹp đi thì với thố suốt ngày cay ông biết cả tài. Mọi người tích cực lên, con đường phía trước còn dài mà, tấn công với phòng thủ ta phải biết kết hợp hài hòa. Nếu mà dễ ăn thế thì xin mời bà vào mà đá. Thôi nếu mà nói là nhìn hạ những lần này. Thôi anh em bình tĩnh làm hộp sữa cho hạ hỏa đi. Người giỏi thua thì mới buồn chứ mình không giỏi thì buồn làm chi. Uống vào không giỏi hơn đâu nhưng mà ngoan mọi người nhảy. Vẫn đường vị chính thống đấy nhưng hình như thay đổi bao bì à. Chuẩn luôn, vừa thay đổi bộ nhận diện mới. Đặc sản bác bộ mình đây là một đứa đi mấy ông ơi. Đặc sản làng mình là thông minh mà nhỉ. Áp dụng vào trong đá bóng thì cần đến kỹ thuật làm gì. Chiến thắng vinh quang cho làng, dẫu có gian lao cũng không để vụt mất điều ta ước ao. Ta không phải ngán ai vì đội của ta là 1-0-2. Xin bắt còn thế nhưng bất khả chiến bại. Mày nhìn ông kia đi, người làng ta đây, sao tự nhiên đi thi đấu cho bên này, sống hai mặt như thế ông không thấy sai à? Nhìn mặt vô tri lại còn đạo lý. Hot thì nghe hay nhưng sống không ra gì. Có ngon thì ta hãy giải quyết luôn đi. Và tiếng còi hiệp 1 của trận chung kết đã được nổ ra. Vâng, Fernando Châu đang cầm bóng. Anh đang đi bóng rất nhiều nghệ. Kết hợp tinh thần đồng đội. Vâng, 25 năm cuộc đời tôi trước giờ thấy một cái
đột, không chịu đột bất ổn. Làm sao mà gỡ được, làm sao mà gỡ được? Vâng, tiếng gọi hết đội một đã vang lên. Một không chịu đột bất ổn. Bọn làng bên kia chiến thuật vô đối, không thể chơi văn minh với nó nữa rồi. Đến lúc phải tung ra từ chiều cuối thôi. Rồi thì xông lên và mà tranh bóng, nghĩ mình kỹ năng cao đến đây xem nào. Gây chân lên rồi, nay mai gây chân rồi, huấn luyện viên làm rất căng thẳng. Trọng tài đâu, thẻ đâu? Team bất bại đang lấy thịt đè người, đã quật hết tất cả team bất ổn xuống rồi. Và đây là màn đối đầu giữa Lú Luôn và Cú Tỏi. Cú Tỏi có làm được gì không? Vâng, và Lú Luôn ghi bàn rồi, một đều. Ca vào sân, qua người. Team bất ổn như cánh mong thêm hổ. Vâng, phạm lỗi rồi. Ôi ôi, gã tên kia thì còn gì là người nữa. Penalty. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi. Sút đi. Sút vào. Ôi, dường như cô mọc tiếp cánh cũng bay lộn trên bầu trời. Úi trời ơi, thế này thì làm sao mà đỡ được. Team bất bại thì cuối cùng cũng phải thất bại thôi. Vâng, kính chúc huấn luyện này họ. Và chức vô địch của giải Ao Lạc Cup đã thuộc về team bất ổn với chiến thắng 2-1. Thương hiệu chính thống được cấp phép đầu tiên và duy nhất có nhà máy chuẩn quốc tế tại Ba Vì.